Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi JOL Health. JOL là sản phẩm dinh dưỡng thần kỳ cho tim mạch và DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Trở lại cùng quý khán giả thân mến trong Việt Face Today của Tyler Diệp và anh Dũng trong ngày hôm nay thứ năm 12 tháng 8 2021. Xin trước hết được cầu chúc quý khán giả vẫn như thường lệ một ngày thật nhiều an bình và nhiều sức khỏe thưa quý vị. Hôm nay đã là thứ năm rồi, xin kính chào Tyler. Dạ, xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Vâng thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được bắt đầu vào ngay bản tin. Trước hết là bản tin liên quan đến việc là Citigroup Bank là lại tham gia vào một trong những công ty lớn, yêu cầu phải nói là với tính cách bắt buộc đối với tất cả nhân viên mình trở lại làm việc. Khi trở lại làm việc tại văn phòng đó, lâu nay có một số người được làm việc ở nhà thì phải bắt buộc chích ngừa COVID-19 hoặc là trở lại làm việc mà phải đeo khẩu trang và cũng như thử nghiệm test trước khi trở lại làm việc. Đó là những cái yêu cầu mới nhất mà công ty này đưa ra lời thông báo. Bắt đầu vào ngày 13 tháng 9 thì tất cả các nhân viên làm việc ở các cái chi nhánh của ngân hàng Citibank ở tại các trung tâm, chẳng hạn như là ở New York là cái trung tâm đầu não của ngân hàng này, và cũng như là một số các cái chi nhánh khác ở tại Chicago, Boston, Washington, Philadelphia thì phải chấp hành theo cái việc này, tức là bắt buộc phải được đi chích ngừa và đeo khẩu trang khi làm việc. Một số các cái chi nhánh khác, chẳng hạn như là ở tại các cái tiểu bang khác thì không có bắt buộc, nhưng mà công ty Citigroup cũng yêu cầu mọi người nên đi, tức là có tính cách nhẹ nhàng hơn, không có bắt buộc như những cái tiểu bang có danh sách ở phía trên. Và cái việc tham dự này thì đã được yêu cầu một cách mạnh mẽ đối với tất cả các nhân viên khi trở lại. Thì một lần nữa, Citigroup là một trong những công ty lớn hiện nay tại Hoa Kỳ đã đưa những cái lệnh này xuống cho nhân viên của mình. Và cái hạn chót để tất cả mọi người phải đi chích ngừa là ngày 13 tháng 9 tới đây. Tất nhiên là còn khoảng đúng một tháng nữa thưa quý vị. Và thưa quý vị, trong tương lai đó, những tuần hay là những tháng tới đây thì càng ngày xã hội chúng ta sẽ có một cái dạng gọi là, tôi tạm dịch là phân biệt đối xử. Những công ty tư nhân chứ không phải là những chính phủ sẽ quy định rằng là nhân viên của họ đều phải tiêm chủng cả, còn nếu không thì cứ phải đi xét nghiệm dương tính mỗi tuần. Nó sẽ gây ra một cái vấn đề gọi là cũng tương đối bất tiện cho những người nào tới giờ này vẫn còn do dự không muốn chích ngừa. Và sang qua tin từ tiểu bang Missouri, thưa quý vị, trong ngày hôm qua thống đốc Mike Parson của tiểu bang này tuyên bố rằng là chính quyền của ông sẽ chi ra khoảng 30 triệu Mỹ kim để mà ủng hộ, giúp đỡ cho hệ thống y tế trong tiểu bang Missouri, vì trong thời gian qua vì biến thể Delta lây lan quá nhanh khiến cho các nhà thương trong tiểu bang Missouri đang thiếu nhân viên làm và không đủ các nhân viên y tế, bao gồm luôn kể cả y tá và những người trong tuyến đầu. Vì vậy cho nên là Missouri cũng là một trong những tiểu bang sẽ ủng hộ cho hệ thống y tế tại đây với số tiền là 30 triệu Mỹ Kim. Vâng, cũng trong ngày hôm qua, thưa quý vị, thì một thẩm phán liên bang Carl Nichols đã đưa ra lời phán quyết để giúp cho công ty Dominion với những cái đơn kiện chống lại tội phỉ báng từ trước tới nay mà một số các cái luật sư của Hoa Kỳ nổi tiếng, như quý vị còn nhớ là luật sư Rudy Giuliani, và nữ luật sư Sidney Powell và ông tổng giám đốc của công ty MyPillow là ông Mike Lindell, đã đưa ra những cái cáo buộc và những cái lời nói, nghĩa là mang tội phỉ báng, làm hà hại đến cái uy tín của công ty này. Dominion là một cái công ty chế ra cái loại máy để mà kiểm đếm những cái lá phiếu trong những cái cuộc bầu cử từ trước tới nay, và phần lớn những cái máy móc sử dụng để trong các cuộc bầu cử lớn tại Hoa Kỳ đều do công ty này cung cấp. Nhưng với những cái luận điệu xuyên tạc của các vị kể trên thì đã làm cho ảnh hưởng đến cái uy tín cũng như là của công ty này trong thời gian vừa qua. Do đó mà họ đã đâm đơn kiện từ lâu nay, thì ngày hôm qua thẩm phán Carl Nichols đã đưa ra một cái phán quyết có lợi cho Dominion là tiếp tục giúp cho họ có nhiều lợi thế hơn trong việc xúc tiến công việc kiện ba nhân vật kể trên. Ngoài ra một số các cái nhân vật khác nữa liên quan đến cái tội phỉ báng về những cái việc chẳng hạn như là tung những cái tin đồn nói là cái cuộc bầu cử là bị đánh cắp, đặc biệt với cái việc này đó. Giá nếu như mà những vị này không có bị liên hệ đến những cái vấn đề mà gọi là phỉ báng này đó,
thì bản thân của bà luật sư Sydney Powell cũng còn bị kiện về cái tội là đã đưa ra những cái chứng cứ giả để mà làm cho cái sự việc nó thêm trầm trọng, khi bà nói rằng là cái cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi tay của cựu tổng thống Donald Trump. Với những cái luận điệu này thì thẩm phán cũng cho phép họ được điều tra thêm một số các cái việc bên lề của cái việc phỉ báng chính mà ba nhân vật này đã tạo sự thiệt hại cho công ty Dominion trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, xuống đến tin tức từ tiểu bang Florida, thì trong ngày thứ hai liên tiếp của tuần này, quý vị sẽ thấy hình ảnh của thống đốc Ron DeSantis đứng ở những nơi như là thư viện hay là trong trường học để mà phát ra những tấm chi phiếu có trị giá lên đến 1.000 Mỹ Kim cho mỗi thầy giáo và cũng như là cho các giáo chức ở trong những học khu ở tại tiểu bang Florida. Những tháng trước đây, trong khóa lập pháp của năm nay, thì quốc hội của tiểu bang Florida đã thông qua một ngân sách với trị giá là 215 triệu Mỹ Kim sử dụng tiền cứu nguy kinh tế từ chính phủ liên bang rót vào để đưa ra những cái tấm chi phiếu bonus như vậy cho hơn 175.000 giáo viên làm việc toàn thời gian và cũng như là 3.600 các viên chức làm trong cái vấn đề hành chánh như là hiệu trưởng, hiệu phó, những người làm vấn đề counseling, vân vân. Đây là một cách mà để cho chính quyền của tiểu bang Florida dùng tiền cứu trợ của chính phủ liên bang để mà giúp cho các viên chức trong ngành giáo dục công lập tại tiểu bang này. Trở lại với tiểu bang California, với tình trạng hạn hán hiện nay thưa quý vị, cộng với những cái đợt cháy rừng lớn đang vẫn tiếp tục diễn ra, đã đốt cháy nhiều phần của tiểu bang California từ trước tới nay. Thì hiện nay tiểu bang đang phải vất vả để đối phó với tình trạng hạn hán đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Một số các cái mặt hồ lớn đã nước đã rút cạn thưa quý vị. Trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đó, thì đây là cái hình ở tại North Bay, Sonoma County, đã phải là vất vả đối phó với cái việc là tiết kiệm nước và cái việc mà siết chặt cái việc mà sử dụng nước ngày càng gia tăng ở tại thành phố này. Lake Mendocino trong ngày hôm qua cũng đã chứng kiến những cái hình ảnh và chúng ta thấy là mặt nước hồ nó đang cạn kiệt, và những cái con đường mà để dẫn tới những cái đường nước nhỏ mà để dẫn tới những cái hồ chứa lớn đó thì hầu như cũng đã bắt đầu cạn kiệt. Những hình ảnh mà nước chảy dồi dào như chúng ta vừa thấy trên màn hình đó là của những năm trước. Các cánh đồng trồng nho ở tại Napa Valley cũng đang phải đối phó với cái việc hạn hán, với cái việc thiếu nước trầm trọng. Người ta lo sợ rằng điều này nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của những cái trái nho trong cái mùa nho năm nay. Và bên cạnh đó nữa thì có những cái nơi đã chứng kiến mực nước xuống thấp nhất trong vòng 70 năm vừa qua. Chưa từng bao giờ có cái tình trạng mà nhiều cái hồ nó đã trơ đáy và cái mặt đất ở dưới đáy hồ thì nó nứt nẻ như cái hình ảnh mà chúng ta vừa thấy. Các nông gia của các trang trại trồng nho thì hiện nay cũng đang vất vả để lo lắng làm sao để kiếm đủ nước để có thể cung cấp với cái tối thiểu cho các cánh đồng nho của họ đang bị đe dọa một cách trầm trọng trong cái mùa thu hoạch năm nay. Thưa quý vị, trở lại với các tin tức từ biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, thì hiện nay các luật sư vẫn còn đang tìm kiếm và làm sao mà để cố gắng giúp các phụ huynh và các con cái của họ đoàn tụ lại với nhau sau khi họ đã bị chia cắt tại biên giới Tây Nam của Hoa Kỳ. Nếu quý vị còn nhớ rằng là dưới chính quyền của ông Donald Trump, với cái chính sách nó gọi là Zero Tolerance, hay là một chính sách không có tương nhượng đó, thì mỗi lần mà các gia đình hay là các nhóm tị nạn hợp pháp hay là bất hợp pháp mà tới khu vực biên giới này thì họ đều phải bị cách ly người lớn ở riêng và con nít dưới 18 tuổi là ở riêng. Thì trong cái khung thời gian đó đã có hơn 300 trẻ em đã bị thất lạc với cha mẹ của họ. Sau khi mà Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền thì trong khoảng chừng 8 tháng vừa qua chỉ mới có 31 trẻ em đã kiếm được lại cha mẹ của họ mà thôi, dựa theo những cái đơn kiện mà đài truyền hình CNN cập nhật được từ chính quyền các tòa án liên bang. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 300 các trẻ em vẫn còn đang thất lạc với cha mẹ của họ vì trước đây đã bị chia cắt. Sau quan sát các tình hình làm việc hiện nay, một số các cái công ty lớn vẫn còn chấp nhận cho nhân viên của mình làm việc tại nhà. Tuy nhiên cũng có một số công ty đã bắt đầu rục rịch trở lại cái việc là kêu gọi nhân viên có thể trở lại các cái cơ sở làm việc của họ tại sở làm.
trong một cái phương thức để làm sao tạo được cái sự hài hòa cho nhân viên, tạo sự dễ dàng cho tất cả các nhân viên của mình. Thì công ty 3M, một công ty lớn chuyên sản xuất những cái loại băng keo dính và rất nhiều cái loại khác đó, quý vị đang thấy trên màn hình, thậm chí 3M trong thời gian qua cũng sản xuất cả những cái khẩu trang NK95, một cái loại khẩu trang được dành riêng cho các bác sĩ đặc dụng. Thì nay thì họ đã đưa ra một cái chính sách có vẻ là trung dung hơn, tức là một số các cái nhân viên hiện nay họ vẫn còn đang phải vất vả trong cái việc tìm kiếm người chăm sóc con cái của mình, mà cho nên là không thể đi làm trở lại được. Thì công ty đưa ra cái chính sách họ gọi là một cái work your way, một cái phương pháp là làm theo những cái nhu cầu của bạn. Chẳng hạn như những bậc phụ huynh nào không thể đi đến làm việc tại sở toàn thời gian đó, thì họ có thể làm việc chia ở nhà một thời gian, đi làm tại sở một thời gian, tức là cái chương trình đó gọi là chương trình hybrid, giống như tại các trường học đó, một nửa học tại nhà, một nửa thời gian các em học qua hệ thống trực tuyến. Thì bây giờ 3M cũng đưa ra cái chính sách làm việc như vậy, tức là nó tùy theo nhu cầu của các nhân viên, họ có thể đưa lên, để nạp lên những cái đơn đối với các cái giám thị của mình, supervisor trong hãng, trong sở, và nói rằng cái thời khóa biểu của tôi sẽ như thế này, làm việc ở nhà mấy ngày, làm việc trong sở mấy ngày, từ lúc nào tới lúc nào, thì nó sẽ uyển chuyển theo từng cái nhu cầu của từng nhân viên. Thì đây cũng là một điều mà ban giám đốc của 3M đã cố gắng uyển chuyển hết sức mình để có thể giúp đỡ cho các nhân viên của mình vượt qua được những cái khó khăn trong cái thời đại dịch này, và giúp cho làm sao để vẫn giữ vững được công việc, vẫn trôi chảy. Và cái vấn đề mà giữ cho ngăn cách về lây truyền COVID-19 nó được hạn chế một cách tối đa, thì đó cũng là một cái phương cách mới mà công ty này đã đề ra những cái phương pháp làm việc mới. Và thưa quý vị, trở lại với các tin tức cũng liên quan đến COVID-19, thì trong video sắp tới đây quý vị sẽ thấy rằng là cái cảnh nhiều giáo viên tại những học khu trong thành phố Las Vegas của tiểu bang Nevada phải chờ đợi để mà lấy được những cái cuộc, để lấy kết quả của những cái cuộc xét nghiệm COVID-19 của họ. Đây là những cái cuộc xét nghiệm bắt buộc. Dựa theo chính sách của tiểu bang Nevada thì các giáo viên này đều phải được đi xét nghiệm mỗi tuần nếu mà họ không có chích ngừa. Thì quý vị thấy đây là cũng là một cái hình ảnh đáng chú ý, là tại vì cũng đông thầy cô giáo không muốn chích ngừa. Họ thà là họ đứng ở đây để mà chờ xét nghiệm COVID-19 âm tính hay dương tính mỗi ngày, hay là xin lỗi, mỗi tuần, chứ họ cũng không có muốn chích ngừa. Và đây là một trong những cái cảnh mà tại học khu Las Vegas Unified School District trong tiểu bang Nevada, nhiều người vẫn đặt ra cái dấu hỏi rằng là tại sao những thầy cô giáo này không đi chích ngừa cho nó xong đi rồi, chứ không lẽ cứ mỗi tuần lại đi xếp hàng, có người là phải dùng cái ghế giống như cái ghế mà đi picnic gì đó, ngồi chờ đợi như vậy. Để cho quý vị thấy rằng là tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn có rất nhiều người do dự về vấn đề chích ngừa. Trong khi đó thì một số các y tá làm việc ở những cái bệnh viện ở tại tiểu bang Wisconsin, thưa quý vị, và một số các y tá đã về hưu cũng đã tổ chức những cuộc biểu tình nằm trong một cái phong trào trên toàn quốc của những người không chịu chích ngừa. Họ nói rằng cái việc chích ngừa là do tự nguyện và do sự chọn lựa của từng cá nhân, và họ chống lại cái việc là bắt buộc phải đi chích ngừa của một số các cơ sở bệnh viện hiện nay. Cái nơi và địa điểm quý vị thấy là diễn ra cuộc biểu tình này là tại bệnh viện Aspirus ở tại Long Lake County, và nơi đây, cái bệnh viện này không bắt buộc các nhân viên của mình phải đi chích ngừa. Nhóm người tụ tập ở đây là gồm có một số các cái vị y tá đã về hưu, một số hiện nay vẫn đang làm việc, và họ nói rằng cái chính sách của nhiều bệnh viện hiện nay đó đang bắt buộc những nhân viên mới ngay vào khi làm việc cũng phải cung cấp cái giấy chứng nhận đã được chích ngừa thì mới được thuê mướn. Và họ nói đây là cái điều này cũng là một trong những cái điều mà kỳ thị đối với những cái đơn xin việc làm, nó thêm vào trong cái vấn đề kỳ thị này. Tuy nhiên, chúng ta cũng vẫn biết rồi, một số các cái cơ quan, một số các cái cơ quan chính phủ cũng như là nhiều bệnh viện tư nhân thì họ cũng đã đưa ra cái quy định là bắt buộc phải đi chích vaccine, là vì những người này là những người trực tiếp phục vụ cho bệnh nhân ở trong bệnh viện, để tránh tối đa cái trường hợp lây nhiễm. Đây là một trong những nơi mà đã diễn ra cái việc chống đối với những cái lệnh bắt buộc chích vaccine trong thời gian vừa qua.
Thưa quý vị, trong một bản báo cáo tài chính của thượng sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky, thành viên của đảng Cộng Hòa, ông đã công bố rằng là vào tháng 2 của năm 2020, vợ của ông đã mua vô cổ phiếu của công ty Gilead. Đây là một công ty mà luôn sản xuất ra những cái thuốc men, và trong năm ngoái được nhiều người biết đến khi mà họ đã sản xuất hay là chế biến ra cái loại thuốc Remdesivir, là một cái loại thuốc rất là hiệu quả trong vấn đề chống coi như là trị COVID khi mà người đó đã bị bệnh rồi, chứ không phải là phòng COVID. Thì theo luật lệ của cấp quốc hội đó, nếu mà một nhà lập pháp mua vào bất cứ những loại cổ phiếu gì thì họ phải minh bạch hóa cái sự mua bán đó trong vòng 45 ngày. Mua vô cũng vậy, bán ra cũng vậy. Nhưng ông Rand Paul đã không có khai báo việc mà vợ của ông mua cổ phiếu của công ty Gilead cho đến 16 tháng sau khi mà cái cuộc giao dịch này nó đã được hoàn tất. Phát ngôn viên của văn phòng thượng nghị sĩ Rand Paul cho biết rằng là họ đã hoàn tất cái việc báo cáo này, đã điền ra cái đơn để mà báo cáo rằng là vợ của ông đã mua vô khoảng 15.000 đồng trị giá của cổ phiếu công ty Gilead, nhưng cái đơn khai đó nó không có được nộp vô, điền rồi mà không nộp vô, chứ không phải là cố tình giấu giếm. Và cái người phát ngôn viên này nó cũng nhấn mạnh rằng là cái sự đầu tư này của vợ của ông Rand Paul là bà Kelly Paul đã mất tiền, chứ không phải là đã lời gì cả. Nhiều người trong cái giới mà gọi là taxpayer watchdog đã lên tiếng phản đối, nói rằng là ông Rand Paul đã không có đi đúng theo những nội quy của quốc hội bắt buộc là các nhà lập pháp phải công bố cái sự mua bán cổ phiếu của họ trong vòng 45 ngày. Tại sao là có cái quy định này? Có phải là để hạn chế cái việc là conflict interesting của đối với những người chẳng hạn như họ được nhận được những cái thông tin nội bộ về vấn đề mua bán cổ phiếu hay không? 45 ngày để cho giới truyền thông hay là công chúng biết được rằng là không những là họ có được những thông tin nội bộ, tại vì những cái thông tin mà gọi là nó liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, chính phủ sẽ đầu tư vô ngành nghề nào đó, thì họ là những người sẽ biết trước. Và ngoài ra nữa thì họ còn có cái cơ hội để mà biết được rằng là những chuyện gì xấu sắp sửa xảy ra cho đất nước. Và thí dụ như là nếu mà anh biết rằng là COVID sắp tới, mà COVID sắp tới đó thì phải đóng cửa rất nhiều ngành nghề. Lấy ví dụ như là ngành nghề du thuyền đi, thì nếu mà anh là cái người mà biết được trước được thông tin nội bộ này, thì anh bán ra những cổ phiếu của những cái hãng du thuyền trước để mà gọi là để tránh anh không bị lỗ lã được. Thì cái việc mà họ phải công bố những cái giao dịch mua và bán trong vòng 45 ngày để cho giới công chúng biết được rằng là ông này có phải vì ông ngồi trong cái ủy ban này, ông có được cái thông tin tốt hay cả hay những là thông tin xấu. Để ngăn ngừa cái việc đó, phải không ạ? Vâng. Và bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua, Hoa Kỳ đã chứng kiến hai sự kiện thật lớn. Vấn đề thứ nhất liên quan đến nội tình Hoa Kỳ, khi mà hai kế hoạch của đảng Dân Chủ, và cụ thể là từ phía Tổng thống Joe Biden đưa ra, đã gần như đạt được sự hoàn thành công. Trước nhất là dự án cải tổ hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ đã được lưỡng đảng thông qua với một tỷ số khá cao, 69/30, và đã giúp cho Hoa Kỳ có thể có được một ngân sách 1.200 tỷ Mỹ Kim trong thời gian 5 năm sắp tới, sửa chữa lại các hệ thống hạ tầng cơ sở của mình. Bên cạnh đó thì một cái phương án khác, gọi là một cái bộ đôi đi song song với kế hoạch 1.200 tỷ này, là một kế hoạch 3.500 tỷ Mỹ Kim để nhằm cải tổ lại hạ tầng cơ sở của con người, một cách nôm na chúng ta gọi như vậy. Đây có thể gọi được là một cái cuộc chiến thắng của Tổng thống Joe Biden, tuy là cái kế hoạch 3.500 tỷ hiện nay mới chỉ được thông qua ở phía Dân Chủ thôi. Nó còn phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều khê khác. Tuy nhiên, nó là một thành công, các báo chí đã nói như vậy, là vì là các đời Tổng thống trước người ta cũng đã cố gắng để cải thiện điều này và muốn đạt được cái mục tiêu giống như ngày hôm nay, nhưng chưa đạt được. Kể cả dưới thời cựu Tổng thống Obama, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Một sự kiện khác cũng gây chấn động trong thời gian vừa qua về mặt đối ngoại. Việc Hoa Kỳ rút lui khỏi Afghanistan trong những ngày vừa qua và các chiến thắng mạnh mẽ của lực lượng Taliban trong những ngày này đã làm cho cả thế giới đang chú trọng vào các cái diễn biến của nó. Một số người thì đổ lỗi rằng Hoa Kỳ đã vội vàng rút ra khỏi Afghanistan
và chính bản thân Tổng thống Joe Biden đã có những hành động tiếp theo bước chân của Tổng thống Donald Trump và có vẻ tàn nhẫn khi thấy rằng lực lượng Taliban có thể sẽ chiếm lãnh toàn bộ Afghanistan chỉ trong vòng khoảng 60 ngày sắp tới. Và cho tới giờ phút này, trong ngày thứ ba, ông vẫn tuyên bố rằng Afghanistan phải tự lực để tự mình bảo vệ cho chính mình. Điều này có vẻ là một cái điều nhẫn tâm. Tuy nhiên, qua một bài báo đã được công ty Warner Media đưa ra trong ngày hôm qua, họ phân tích rằng có lẽ để giữ vững được chiến thắng của mình tại quốc nội hiện nay, Tổng thống Joe Biden có vẻ đã phải nhẫn tâm để phủi tay đối với tình hình ở tại Afghanistan. Vì đây cũng là một điều mà cả hai đời tổng thống trước người ta đã từng làm, muốn làm như vậy. Bài báo đã nhắc nhở lại sự kiện năm 2011 khi mà cựu tổng thống Obama đã nói rằng nước Mỹ đã đến lúc tập trung vào việc xây dựng đất nước tại quê nhà. Và sau đó thì ông tuyên bố sẽ kéo 10.000 quân đội ra khỏi Afghanistan. Nhưng đến cuối nhiệm kỳ thứ hai của mình thì cựu tổng thống đã cắt giảm những nỗ lực cuối cùng để giảm bớt chiến tranh và quyết định rằng ông vẫn giữ lại 8.400 binh sĩ Hoa Kỳ tại Afghanistan. Dưới thời cựu tổng thống Donald Trump thì tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một cái vấn đề tương tự như vậy trong một cái bài viết năm 2013. Lúc đó ông chưa là ứng cử viên tổng thống, nhưng ông nói: "Tôi đồng ý với tổng thống Obama về vấn đề Afghanistan, chúng ta nên rút quân nhanh chóng, và tại sao chúng ta cứ lãng phí tiền của mình? Chúng ta cần phải xây dựng lại nước Mỹ." Đó là một đoạn viết của Tổng thống Donald Trump trong năm 2013. Cả hai vị cựu tổng thống đều nhận thấy rằng tuyên bố chấm dứt chiến tranh đã đưa ra những cái vấn đề khó khăn cho vấn đề đối nội của họ. Do đó mà cuối nhiệm kỳ của cả hai vị có vẻ như họ đều lơ là về cái việc rút quân khỏi Afghanistan. Tổng thống Joe Biden đã tiếp quản vấn đề này và ngay lập tức gia hạn cái việc rút quân ra khỏi Afghanistan, hạn chót đưa ra vào ngày 1 tháng 5 theo lời của cựu tổng thống Donald Trump. Nhưng cuối cùng nó đã gia hạn đến tháng 9 và đã sau đó trong vòng 4 tháng rút lui. Và người ta thấy rằng thời hạn 1 tháng 9 chưa đến nhưng lực lượng Hoa Kỳ đã rút gần như toàn bộ. Chính quyền Hoa Kỳ mong hy vọng rằng lực lượng Afghanistan có thể sau 20 năm với các lực lượng đồng minh, họ đã đủ sức để được huấn luyện về mặt quân sự để có thể cầm giữ được trước sự tiến công của Taliban. Điều đó đã không xảy ra và gây kinh ngạc cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Và người ta cuối cùng kết luận rằng Tổng thống Joe Biden có vẻ quá nhẫn tâm khi bỏ rơi Afghanistan để có thể giữ lại thắng lợi của mình ở những cái gói cứu trợ về kinh tế mà ông đã đạt được trong những ngày vừa qua. Câu hỏi được đặt ra là liệu bài báo này có nói lên đúng sự thật về cái sự nhẫn tâm của Hoa Kỳ hay không? Phản ứng của Hoa Kỳ trong lúc này là đúng hay sai đối với cả vấn đề Afghanistan? Chúng tôi mời quý vị theo dõi phần phân tích với Thái Diệp sau đây. Thưa anh, nếu mà câu hỏi là phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ về những tình hình hiện nay tại Afghanistan như thế nào, đúng hay sai đó, thì câu trả lời nhìn về mặt chiến lược và quyền lợi của Mỹ, đó là một cái quyết định mà tôi nghĩ rằng nó là quyết định đúng đắn về vấn đề chiến lược, về vấn đề nhân đạo, về vấn đề tình người, về vấn đề nhân bản, về vấn đề mà gọi là lý tưởng tự do trên khắp thế giới đó, thì nó không đúng. Cho nên rằng là câu trả lời tùy thuộc theo cái góc nhìn của mỗi người. Anh đặt cái quyền lợi của Mỹ lên hàng đầu hay là anh muốn đặt một cái lý tưởng cao cả của nhân loại lên hàng đầu? Và Tổng thống Joe Biden đã chọn là đặt quyền lợi của chính phủ Mỹ, người dân Mỹ lên hàng đầu. Tại sao tôi trả lời như vậy? Nếu quý vị nhìn thấy Afghanistan đó, thì cái xứ sở này nó có cái gì để mà nó đáng cho Mỹ tiếp tục đầu tư vô trong một xứ sở mà hình như là không có sản xuất bất cứ những cái sản phẩm gì mà nó có lợi cho nền kinh tế của Mỹ? Giữ quân Mỹ ở tại đây thêm 5-10 năm nữa thì cục diện nó cũng không có thay đổi. Tổng thống Bush, George W. Bush là cái người mà cử quân sang Afghanistan. Sau đó dưới thời Obama đã có nhiều người trong phe cánh tả hay là phe cấp tiến là muốn Obama rút quân. Nhưng vì thời đó các tướng lĩnh khuyên rằng là chính phủ Kabul tại Afghanistan cần thêm thời gian để mà huấn luyện, để mà chuẩn bị. Cho nên vì như vậy, cho nên là Tổng thống Barack Obama, dù rằng là khi mà ra tranh cử Tổng thống đó, đối với Hillary Clinton, nói rằng là ông sẽ phải muốn rút quân ra khỏi khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong 8 năm đó, vì cái mà gọi là cái sự nhân đạo của
một người tổng thống Mỹ, cho nên rằng là ông đã trì hoãn cái việc rút quân. Sang tới thời của Donald Trump thì cũng tương tự như vậy. Ông muốn rút quân và rút được một chút xíu, sau đó vấn đề ISIS đã bùng phát lên và tổng thống Trump cũng không có hoàn toàn rút ra khỏi Afghanistan cho đến thời của tổng thống Biden. Ông thấy rằng là sau 3 đời tổng thống, sau 20 năm bao nhiêu tỷ Mỹ Kim để mà huấn luyện cho binh sĩ ở tại Afghanistan, thì ông mới đưa ra một cái câu kết luận rằng sự tồn vong của đất nước này là phải phụ thuộc theo người dân của đất nước này. Mỹ viện trợ thực phẩm, tiền bạc, thiết bị quân sự, nhưng không thể mà tác chiến cho một đất nước này vĩnh viễn. Cho nên rằng là tới bây giờ khi mà phiến quân Taliban chỉ có vài tuần nữa mà đã sát được coi như là biên giới với thủ đô Kabul rồi, nhưng Tổng thống Joe Biden vẫn không có thay đổi, và các tướng lĩnh trong quân giác đài cũng biết rằng đây cũng không phải là thời điểm để mà thay đổi cục diện. Tại vì thay đổi cục diện có nghĩa rằng là 10.000 binh sĩ mà vừa mới rút ra Afghanistan không lẽ là phải đưa họ vô nữa. Thì bây giờ nói hơi dài dòng, nhưng mà trả lời lại với anh Dũng là đây là câu trả lời của tôi. Nhìn về khía cạnh nào thì mới phán quyết rằng là nó đúng hay sai. Tức là chúng ta phải nhìn về cả hai khía cạnh, phải không ạ? Về lợi ích của Hoa Kỳ và về cái thế chính trị trên thế giới như thế nào. Báo chí thì nói rằng đây, cái điều này, cái quyết định này của Tổng thống Joe Biden nó cũng thể hiện một cái phương pháp gọi là nước Mỹ trên hết mà cựu Tổng thống Donald Trump đã từng hô hào trong thời gian của ông. Nó được thể hiện theo phong cách của Joe Biden, tức là vẫn là nước Mỹ trên hết. Và đó cũng là một cái điều mà báo chí nó đưa ra. Họ nói rằng những hình ảnh tương tự giống như cuộc chiến ở Việt Nam khi kết thúc với những chiếc trực thăng đã rời khỏi tòa nóc tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn năm 1975 vẫn sẽ là những hình ảnh mà nó có thể lặp lại với Tổng thống Joe Biden trong nhiều năm sắp tới về những cái sự rút quân một cách có vẻ hơi vội vàng ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên cái vấn đề là người ta chú ý có vẻ như chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang hy sinh một bên để mà tập trung vào các nỗ lực để có vẻ giữ vững được thế mạnh của mình ở tại lưỡng viện quốc hội trong bầu cử giữa kỳ sắp tới và đồng thời cho cuộc bầu cử năm 2024. Tuy là nó nói rằng có những cái tin tức đưa ra là Tổng thống Joe Biden sẽ không ra tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai, nhưng nó cũng giúp cho đảng Dân Chủ có thể đứng vững trong nhiệm kỳ thứ hai năm 2024. Điều này đúng không? Dạ không thưa anh, ai mà nghĩ rằng là cái chính sách mà rút quân ra khỏi Afghanistan để mà củng cố thế lực của Tổng thống Biden ở trong quốc hội đó, tôi không hiểu rằng là tại sao mà họ đưa ra những cái kết luận như vậy. Afghanistan so với lại khu vực Biển Đông nó không là cái gì cả. Afghanistan nó không phải là một cái tuyến đường thông thương giữa châu lục này và châu lục kia. Đất nước này nó cũng không có sản xuất bất cứ những cái vấn đề mà gọi là dầu hỏa hay năng lượng hay là đưa ra những cái tài nguyên thiên nhiên gì mà Mỹ hay là phương Tây cần. Giữ 10.000 binh sĩ ở tại Afghanistan làm gì? Trong khi đó hiện nay thế lực của Hoa Kỳ ở tại khu vực Đông Âu như là Ukraine vẫn còn đang thiếu thốn. Thế lực của Hoa Kỳ tại Biển Đông hiện nay vẫn còn cố gắng làm sao để mà gượng lại cái sức bành trướng của Trung Quốc. Cho nên giữ quân đội và cũng như là tiền tài của Mỹ ở tại Afghanistan không đem lại lợi ích gì cả cho cái lợi ích của Mỹ cũng như là các nước ở tại phương Tây. Hiện nay cái mà thế giới cần là về vấn đề ở tại Biển Đông. Còn cái việc mà gọi là rút quân ra nó có ảnh hưởng gì đến với chính sách mà cơ sở hạ tầng của Tổng thống Biden đó, nó hoàn toàn nó không có gì cả. Về vấn đề chính trị, Tổng thống Biden nếu mà ra tái tranh cử thì ông có thể lập luận rằng là ông đã giữ được cái cam kết với lại phe cấp tiến rằng là không có đưa quân đi những nơi mà nó không có lợi gì cả cho nước Mỹ và hy sinh tính mạng và cũng như là tiền tài của người dân Mỹ một cách không có lý do, nhất là sau khi mà Osama bin Laden đã bị thủ tiêu rồi dưới thời của Tổng thống Obama. Dù gì đi chăng nữa thì chắc chắn là Hoa Kỳ cũng sẽ mang tiếng là người đã quá tàn ác khi mà viễn cảnh đối với các phụ nữ và các trẻ em gái ở tại Afghanistan sau khi mà lực lượng Taliban chiếm được quốc gia này đó thì sẽ gây khốn đốn cho tình hình của phụ nữ và trẻ em gái, là vì họ sẽ chịu sự hà khắc của cái luật Hồi giáo Sharia mà chúng ta đã từng nghe đến nhiều trong thời gian vừa qua. Dĩ nhiên là vấn đề vẫn còn đang tiếp diễn và chúng ta sẽ chờ xem liệu sẽ diễn biến như thế nào trong những ngày sắp tới. Cảm ơn phần phân tích với Thái Lợi Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương
Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi JOL Health. JOL là sản phẩm dinh dưỡng thần kỳ cho tim mạch, và DMG Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. JOL là một sản phẩm sẽ đem tới sự bù dưỡng cho tim, giúp phòng chống các chứng bệnh tim mạch. Heart Essential and Enhanced Macro là dinh dưỡng thần kỳ. Hai sản phẩm này sẽ siêu sạc huyền diệu cho tim. Heart Essential gồm dầu omega 3 thượng hạng, dầu cá và dầu krill giúp phòng chống và giảm mỡ xấu trong cơ thể. Enhanced Macro hỗ trợ cơ thể tạo ra nitric oxide, giúp ngủ ngon, trẻ khỏe, giúp tim mạch tuần hoàn tốt và giãn nở mạch máu, phòng chống sự sơ cứng, lão hóa động mạch vành. Hãy yêu thương, bảo vệ tuyệt đối con tim quý vị, phòng chống sự đột quỵ. Khi quý vị mua 150 cho một cặp, mua 3 cặp thì quý vị sẽ được bớt 30 đồng và được tặng một hộp Blood Sugar Support giúp điều hòa lượng đường trong cơ thể. Còn Moissanite 3D IF nước đi của công ty DMJ Gems là công nghệ mới nhất hiện nay ngoài thị trường chưa có, bởi vì Moissanite 3D có độ cứng hơn Moissanite VVS trước kia. Moissanite 3D có đủ độ cứng 100% như kim cương, có thể cắt bằng tay để tạo sự chiếu sáng như kim cương thật. Và chỉ có Moissanite 3D mới có thể tạo được đường cắt hình dạng bồng cúc, 8 mũi tên và 8 trái tim. Đặc biệt là màu của xoàn Moissanite 3D rất trắng và trong suốt, không thấy màu xanh và xám. Moissanite 3D IF nước đi càng đeo càng chiếu sáng và sẽ là niềm tự tin của bạn. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói. Sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ ship hàng từ 3 đến 7 ngày. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sale hột 2 carat giá 500 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824 hoặc 480-289-1696. Nếu không gọi được, xin liên lạc lại sau 7 giờ tối giờ California. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.